Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là ở đây và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.20 tập tiếp theo. Và như các bạn đã biết, tập trước mình đã có chế tạo thành công bộ giáp Ai Cập làm bằng vàng với lại trang trí bằng lapis nha mọi người. Và tập trước mình cũng có đi tới khu rừng Svam để mà tiêu diệt Slam nè, rồi à đúng rồi, tiêu diệt Slam thôi chứ làm được gì nữa hết. Rừng Svam nó chỉ có nhiêu đó thôi. Và mình cũng có tới khu rừng loot kép để mà bắt Ocelot nè. Chúng ta lấy thêm đá phủ rêu về trang trí thêm. Nhiều bạn bảo là anh ơi, đâu cần phải tới rừng Taiga để lấy đá phủ rêu, chỉ cần đá cuội với lại dây leo. Thì nói chung là sẵn tiện qua bên khu rừng đó tìm loot kép thì mình đào luôn đá cuội nó đỡ tốn công hơn đúng không? Và mình đã có sinh sản Ocelot nè mọi người. Bây giờ mình sẽ sinh sản thêm một con nữa nha. Thì trứng ớt á mình sẽ bắt vô nha mọi người. Nhiều bạn bảo để ngồi kia là ớt nó đi mất hết ấy. Chỗ này nè mọi người, lát nữa mình sẽ lấy trứng ớt nha. Ôi con này đã bò lên bờ này, nó bị lún xuống bùn luôn kìa. Nhìn tội nghiệp vậy. Ui, vậy là nó sinh sản ra cái con màu xanh đó mọi người à. Hai con màu hồng với hai con màu xanh nha. Ok, như vậy là được rồi. Ít ra slot thôi ha. Còn ớt thì ủa đâu mất tiêu rồi. Nó nhảy lên phía trên mỏm đá rồi thì phải á. Ở đây mọi người ạ, hình như nó rất là thích khu vực này luôn. Nó chui vô cái gốc cây nó ở này. Và tập hôm nay mục đích của mình là làm gì? Mình sẽ đi đánh rồng nha mọi người. Chúng ta sẽ kết thúc Minecraft 1.20. Không phải là kết thúc luôn 1.20 nha mọi người. Đây chỉ là tiến trình thôi, kết thúc ư nè. Rồi sau đó mình về nhà mình dẫn dân làng về theo yêu cầu của nhiều bạn ha. Ui tập trước các bạn để lại comment dẫn dân làng về rất là nhiều mọi người ạ. Anh ơi xây dân làng đi, anh ơi xây dân làng hoa anh đào đi. Rồi dân làng che các kiểu đi. Thì mình quyết định là xây dân làng che nha mọi người. Khu vực này thì mình sẽ tận dụng để mà xây dân làng che cũng như là nuôi dân làng mới luôn mọi người. Đó là dân làng jungle nha mọi người. Rồi đó là mục đích của tập hôm nay nha mọi người. Chúng ta tiêu diệt rồng rồi sau đó vô đèn city mọi người ạ. Khi đi mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều thứ ha, như là pháo bông này, rồi vài số thứ để mà chúng ta đánh rồng mọi người ạ. Mình sẽ lấy 12 ngọc ender này ra, rồi chế tạo que lửa thành bột với lửa nha. Sau đó là chế tạo, ui hình như là chế tạo hơi lố thì phải á, chế tạo 10 con mắt thôi. Lần trước là tới đó nó có mắt sẵn rồi mọi người ạ. Sau đó là mình sẽ đem thuốc nhìn trong bóng tối đi. Và không quên chế tạo thuốc sức mạnh ha mọi người. Thuốc sức mạnh dễ chế tạo mà. Bây giờ mình sẽ làm thuốc sức mạnh nha mọi người. À đúng rồi, các bạn để lại comment là anh ơi làm bộ giáp Iron Man đi. Ồ mình thấy hợp lý nha. Mình biết cách làm giáp Iron Man mọi người ạ. Lát nữa mình sẽ làm cho mọi người xem. Và mình cũng có đủ nguyên liệu để làm giáp Iron Man luôn. Ôi hai cái mảnh rèn này để làm giáp Iron Man nè mọi người. Lát nữa mình sẽ làm cho mọi người xem ha. Mình sẽ dùng cà rốt để làm thức ăn chính mọi người ạ. Sau đó là mình sẽ chế tạo hạt vàng và chế tạo thành cà rốt vàng. Chúng ta sẽ đổi thực đơn nha, lần này là ăn cà rốt vàng ha. Pháo bông thì mình chỉ cần dùng giấy với lại thuốc súng là được rồi. Sau đó là mình lấy mí, mình chế tạo thành giấy. Mình chế tạo mới có 36 pháo bông thôi. Hết mí mất tiêu rồi. Bây giờ thì cùng mình ra phía kia lấy mí ha. Cũng như là mình sẽ tiêu diệt một ít bò để lấy da luôn mọi người ạ. Đây là con sniffer mới của mình nha mọi người. Nó mới nở này, lần trước mình sinh sản các bạn còn nhớ mà đúng không? Tổng cộng cái chuồng của mình có 4 con sniffer nha mọi người. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tập trước với số like là 5.500 like. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thì mỗi tập chỉ cần các bạn like mạnh như vậy thì mình có động lực rất là nhiều để làm tiếp tập khác cho mọi người xem luôn ấy. Ok, mình thu hoạch nhiêu đây mí là được rồi. Sau đó mình sẽ vô chuồng mình tiêu diệt một ít bò để lấy da nha mọi người, chế tạo áo giáp da. Tại vì bộ giáp Iron Man mình cần phải chế tạo bằng da các bạn. Ui sao bò hết mất tiêu rồi. Vãi à, từ từ mọi người ạ. Mấy con bò của mình nó sắp tuyệt chủng rồi, phải cho nó ăn. Gà thì nhiều nhưng mà bò có mấy con này, tội quá. Rồi bây giờ cho bò sinh sản nha. Còn có 3 con à. Nhưng mà cho 2 con sinh sản thôi. Có vẻ như là mình chế tạo hơi nhiều pháo bông thì phải. Mình sẽ cắt một ít pháo bông ở nhà nha. Cắt 16 đi, mình sẽ đem 2 stack đi. Và sau đó mình sẽ cắt số cá nhiệt đới này vô. Mình sẽ đem 2 số nước. Cái số lava này mình cắt vô luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy da thuộc ra và chế tạo bộ giáp da trước nha mọi người. Sau đó là mình dùng bột nhuộm màu đỏ, mình nhuộm vô. Chỉ cần nhuộm đúng màu là được mọi người ơi. Đơn giản mà đúng không? Và cũng có nhiều bạn để lại comment là anh ơi, anh hãy ép ngọc lục bảo vô giáp kim cương đi, như vậy nó sẽ rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình thấy áo giáp Iron Man này cũng đẹp á mọi người, mình làm áo giáp Iron Man này trước ha. Rồi khi nào mình có mẫu rèn mới á thì mình sẽ làm áo giáp kim cương với lại ngọc lục bảo nha mọi người. Các bạn thấy ok không? Bây giờ cố gắng vô đèn city để mà nhặt thêm một cái mẫu rèn nữa ha. Mình mới có một cái mẫu rèn hiếm thôi. Cái mẫu rèn hiếm mình ép vô cái bộ giáp vàng này mọi người. Và bây giờ mình sẽ chế tạo mình hết lóc kính mất tiêu rồi. Mình sẽ dùng đá cuội đằng sau, mình chế tạo một cái lò nung thường.
mình đặt ở đây. Rồi sau đó mình nung cái chỗ cát lên. Bây giờ mình cùng các bạn chế tạo áo giáp Iron Man. Rồi sau đó mình ghi mẫu rèn. Đấy, là nó ra mẫu rèn như vậy. Chúng ta chỉ cần nhăn lên thành 4 mảnh. Rồi cái mẫu rèn hon giả này thì chúng ta lấy đá cuội thì phải. À, đá cuội phủ rêu mọi người ạ. À đây nè, vẫn còn này mọi người, may quá. Cứ tưởng không còn đá cuội phủ rêu. Mình cắt vô cái rương lóc tự nhiên ấy, mình không để ý. Ok, vậy là mình có 4 mẫu rèn kiểu hon giả rồi nha. Mình sẽ ngủ một giấc, trời tối rồi, nhanh quá. Đi vòng vòng là trời nó tối liền. Ui, số kim cương của mình nó rút còn có 9 viên à. Không sao, còn hơn một stack lận. Thoải mái luôn. Mình checkpoint ở đây ha. Khi nào mà mình đánh rồng xong á thì mình sẽ quay về nhà ở đây nha. Mình đặt checkpoint ở đây rồi. Mình sẽ lấy thủy tinh ra, sau đó là mình chế tạo vài cái chai thủy tinh. Khoan khoan mọi người ạ, à, đợi mình một tí nha. Mình đi bắt nòng nọc về đã. À đây, may quá. Một con. Bây giờ phải bắt nòng nọc vô mọi người ơi. Nó bơi đi đâu hết rồi. Ôi, con tiếp theo nè. Mình không để ý series mọi người nha. Bây giờ mình sẽ thả nòng nọc ở đây. Mình sẽ làm một cái hồ nhỏ. Mình biết là không gian như vậy nó hẹp, nhưng mà tạm thời nuôi ở đây để nòng nọc nó lớn thành ếch ha. Rồi sau đó mình dẫn vô chuồng luôn. Rồi tiếp tục qua đây mình bắt thêm nòng nọc mọi người ạ. Rồi cái hồ rộng mênh mông như vậy, biết chỗ nào mà bắt đây. Mình sợ nó bơi vào khu rừng cái đước lại cũng có ấy. Ở đây mình thấy có túi mật bình thường này mọi người. Nhặt một ít ha. Tự nhiên mấy con mực nó tự chết à. Chắc là nó thấy nòng nọc nó sợ quá nó chết mọi người ạ. Lẹt một đống nòng nọc rồi mọi người ạ. Nó bơi đi đâu mất hết rồi. Cái hồ rộng như vậy biết tìm ở đâu. Có hai con thôi mọi người ạ. Mình nghĩ là một đống trứng như vậy nó sẽ nở được 5 đến 6 con. Thôi kệ, có hai con cũng đỡ, lớn lên nó sinh sản được là ok. Rồi sau đó mình dùng bướu, mình bỏ vô. Mình sẽ lấy vàng, bây giờ bỏ mũ vô, bỏ vàng vô, rồi sau đó ép cái mẫu hon giả này trước nha. Ép cái nón, cái quần với lại cái giày nha mọi người. Ok, vậy là còn đúng cái mẫu rèn này, cắt vô đường. Rồi sau đó là ép cái mẫu mũi heo vô cái áo giáp. Cũng là vàng luôn. Đấy, xong rồi nha, đơn giản không mọi người. Nếu mà các bạn có hai cái mẫu rèn này thì có thể làm được bộ giáp Iron Man nữa. Và cái bộ giáp Iron Man này mình coi trên YouTube nha, người ta đăng mình làm theo thôi chứ mình không biết nó làm như nào đâu. Mình sẽ lấy piston với lại thủy tinh ra, sau đó là khối redstone để mà đẩy bộ giáp này vô ha. Bây giờ mình sẽ mặc vô trước cho mọi người xem. Ờ, nó đầy đồ quá mọi người, mình quăng xuống đất luôn đi. Rồi sau đó mình mặc vô. Ui, đẹp cực kỳ luôn mọi người ha. Không ngờ là mình có thể chế tạo được bộ giáp Iron Man ở trong phiên bản mới này luôn á mọi người. Đứng chỗ nắng cho mọi người xem nè. Wow, y chang luôn. Đẹp cực kỳ mọi người ạ. Tính ra là cái giáp gọng heo này nó cũng đẹp á mọi người. Các bạn thấy phần giữa không? Nó có cái hình mũi heo á mọi người ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Bích Linh khoái cái vụ này lắm. Và mình thấy cái màu đỏ với lại màu vàng này khá là hợp á mọi người. Mình sẽ treo vô cái giá đỡ giáp nha. Đây là bộ giáp Iron Man. Rồi mặc giáp phù phép vô ha. Quá tuyệt vời. Chúng ta đã có bộ giáp Iron Man. Rất là đẹp luôn. Đẹp hơn mấy bộ giáp này luôn á mọi người. Tuy là giáp này nó làm bằng da thôi nha, nhưng mà nó đẹp hơn mấy giáp này luôn. Uầy, có bạn nào thấy giống mình không? Tự nhiên làm giáp Iron Man xong thấy ăn đứt mấy bộ giáp kia luôn mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ bột bị lửa vô nha. Ê, hình như là mình không có đá bắt sáng mọi người ạ. Mình sẽ dùng bột stone bỏ vô để nó thành 8 phút ha. Này nó cộng có 3 sức tấn công mà. Nếu mà có bột đá bắt sáng là nó thành thuốc sức mạnh 2 rồi. Thế là mình có thuốc sức mạnh với lại nhìn trong bóng tối rồi. Chúng ta lên đường đi đánh rồng nha mọi người. Mong là cái chuyến đánh rồng này suôn sẻ mọi người ạ. À, không bị mắc cái gì ha. Nói chung là đừng chết là được. Ồ, vô chuồng Sniffer thì lại tiếp tục nhặt được hạt sen đa lọc này mọi người. Bây giờ chủ yếu là lấy hạt sen đa lọc này trồng lên lấy cây hoa đuốc mọi người ơi. Để mình đi vòng vòng cứ thử còn hạt sen đa lọc hay không. Hình như là hết rồi. Có một hạt à. Vậy nha, là không sinh sản Sniffer thêm nha mọi người. Chúng ta sẽ lấy hạt giống này trồng lên để lấy hoa đuốc. Mình trang trí chuồng Sniffer cũng như là về sau trang trí thêm nhiều thứ ha. Hoa đuốc này thì mình trồng đại vô vườn nào cũng được. Tại vì nó có một hạt giống à. Trời sắp tối rồi, bây giờ thì mình đợi trời tối mình ngủ một giấc. Sau đó mình đi đánh rồng nha mọi người. Con ngựa của mình nó lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Mình phải đi tìm ngựa. À đây, nó đi tới đây mọi người ạ. Con ngựa nó biết mình chuẩn bị đi đánh rồng hay sao á, nó chờ mình trước luôn. Hai cái con vẹt này chắc là mình nhốt ở trong lồng, treo ở trên cây hoa anh đào, các bạn thấy hợp lý không? Làm một cái lồng hoa anh đào ha. Khi nào mình đánh rồng xong mình đi về nhà mình làm nha mọi người. Và các bạn cũng biết cái chỗ đánh rồng rồi mà đúng không? Cái chỗ rừng Taiga cũ ấy. Chuẩn bị đi qua đánh rồng thì con Sniffer nó đào mọi người. Đây này.
nó vừa đào được hạt giống gì đấy. Ồ, hạt đậu nắp ấm mọi người ạ. Nó vừa kêu lên ấy, kiểu như nó vui hay sao mọi người ạ. Hạt đậu nắp ấm này chắc là mình cắt vô rương, chuẩn bị đi đánh rồng rồi mà nó cũng làm phiền mình nữa. Thế là mình đã có hai quả đậu nắp ấm ha. Mà khoan các bạn ơi, nếu mà mình đánh rồng xong mình về nhà thì con ngựa như thế nào? Đúng rồi, mình phải làm vườn mọi người ơi. Ấy, sorry ngựa. Rồi, đánh lan con ngựa luôn. Mình phải làm vườn, không thôi là bỏ em ngựa lại thì sao đúng không? Ở đây có tổ ong này. Có nên lấy tổ ong không? Mình có đồ mềm mại này, nhưng mà lấy tổ ong thì đầy đồ mất. Đang đi trên đường thì sực nhớ ra cái vụ này á mọi người. Nên thấy cừu mình tiêu diệt cừu luôn. Để tới đó làm vườn, mình checkpoint ở đó ha. Ở khi nào mà đánh rồng xong mình quay về lại cái chỗ stronghold đó rồi chúng ta dẫn ngựa về luôn. Không thôi là bỏ em ngựa lại tội lắm. Ok, mình đã tới chỗ nha. Các bạn thấy cái cột đá cuội xa xa kia không? Đó chính là cái khu stronghold á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái giường nha. Rồi sau đó mình đặt ở đây, mình checkpoint ha. Mình sẽ chèo thuyền vào đó và để em ngựa ở đây. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần đánh rồng chưa? Mình là mình sẵn sàng hết rồi đó. Con rồng chính là con boss mạnh nhất trong Minecraft. Giết nó xong là chúng ta kết thúc nha mọi người. Ui, Axolotl kìa mọi người. Cả đống luôn. Có màu vàng, màu nâu này. Chắc là mình sẽ bắt cái con màu vàng mọi người. Mình chỉ có một xô thôi. Thôi bắt màu vàng đi. Màu vàng này là màu của Lucky, cho nên là bắt nó sẽ mang lại may mắn hơn. Rồi mình sẽ đi xuống ở dưới nha. Có cái đường sẵn rồi, lần trước là mình đào lên nè. Đó, các bạn thấy chưa? Xuống đây là chỉ việc đánh rồng thôi. Không cần phải tìm cái cổng nữa mọi người ạ. Mình đã đào sẵn rồi. Bật. Ui, sẵn sàng chưa mọi người? Mà khoan, đợi mình một tí mọi người ạ. Mình không có đem đá. Sao nhiều cái bạc vậy? Ủa, cái cổng nó nằm hướng nào vậy? Ủa, lạc cái cổng luôn. Khoan khoan mọi người ạ. Hơi tí lạc cái cổng. Kết thúc thôi. Trời ơi, may quá. Cái chỗ cái bên luôn. Đấy, các bạn thấy nó hiện kết thúc từ lên chưa? Đã kết thúc chưa? Rồi, chúng ta đã vô được The End. Ui, con rồng cơ. Đầu tiên thì chúng ta dùng cung. Ủa, nó hơi giật nha. Chắc là do nhiều Enderman quá. Để phá hủy pha lê. Ủa, lâu lắm rồi mình mới đánh rồng lại á mọi người. Lâu lắm rồi mới thấy em rồng này lại. À da, hai cục rồi, có lên. Mình sẽ làm được. À đúng rồi, mình sẽ uống thuốc nhìn trong bóng tối vô mọi người ạ. Sau đó mình lấy hơi thở. Ui, mình không có đánh Enderman nha. Nó đụng vô hơi thở, nó tự mất máu ấy. Cái cục pha lê thứ ba. Ui, cục thứ tư nó hơi cao mọi người. Phải để ý mấy con Enderman. Rồi, cục thứ tư đập vỡ luôn. Cục này nó hơi cao này, khó trúng lắm. Ê, cái cục này nó cao quá mọi người ạ, khó trúng thật. Không biết mình có đủ mũi tên không nữa. Mình không chuẩn bị cái chỗ mũi tên này mọi người ạ. À, vỡ rồi. Cục thứ năm đã vỡ mọi người ạ. Ôi, vỡ luôn. Lâu ngày bắn cung lại, bắn đỉnh mọi người ạ. Vẫn đỉnh như ngày nào. Rồi, còn mấy cái cục ở trong lòng thôi đúng không? Cố lên. Ở trong lòng thì dễ rồi. Chỉ cần chúng ta đứng sát cái cột, chúng ta bắn vỡ là được. Nhưng mà khó hả? Ui, khó thật đó mọi người. Ủa, vậy là nó chỉnh lại hay sao ấy? Ý, ý, ý. Ôi, đúng rồi. Dược theo rồng Ender đi. À, được rồi. Cứ tưởng nó chỉnh lại chứ. Rồi, còn cái cục cao cao kia kìa. Cục này hơi khó nè. Ý. Đây là cục cuối cùng. Yeah, đã xong. Chúng ta sẽ uống thuốc sức mạnh vô nha mọi người. Đến lúc tiêu diệt rồng rồi. Đây chỉ là thuốc sức mạnh nhân 1 thôi. Nhưng mà có sức mạnh là được. Ôi. Không sao, các bạn cứ bình tĩnh, mình né được hết. Xuống nào. Mình bắn nó gần nửa cái máu rồi, nó chưa xuống mọi người ạ. Nãy giờ mình bắn trúng khá là nhiều. Không sao, hết mũi tên bình thường thì mình vẫn còn mũi tên ma quỷ mọi người ạ. Cứ bắn thoải mái luôn. Khi mà nó xuống mình bắn dễ trúng hơn. Đây nè. Ôi, nó lượn nhìn đẹp ghê. Tới gần nào. Ai da. Cái đầu rồng.
Ủa đâu rồi? Ủa nó bay rồi. Mình cứ tưởng là nó chết luôn rồi chứ. Kết thúc nào. Một mũi tên nữa. Mũi tên chí mạng. Ui hụt rồi. Mũi tên chí mạng. Dạ mình đã giải thoát được đời em mọi người ạ. Và đây là cảnh tượng huy hoàng của mình. Lượm kinh nghiệm nào. Trứng rồng hướng này. Ok không sao. Ê cái gì vậy? Ok vậy mà không rơi ngọc cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ lấy trứng rồng nha mọi người. Lấy bằng cách nào đi ta? Lấy bằng lồng đèn được không? Hình như rơi xuống nó vẫn vậy à. Ờ được nè, cứ tưởng không được ấy chứ. Mình đã có trứng rồng nè. Mình sẽ về nhà làm một cái bệ trang trí nha mọi người. Nếu mà mình lấy thêm cái đầu rồng nữa là ngon luôn. Làm một cái bệ trang trí trứng rồng với lại là đầu rồng nha mọi người. Bây giờ thì mình cùng các bạn vô The End City để mà tìm thuyền rồng, lấy cánh Elytra, cũng như là lấy thêm sách Enchant cái kiểu ha. Mình được 65 kinh nghiệm các bạn nha. Wow, về Enchant hơi bị đã luôn. Khi mà các bạn có mọi thứ rồi, đánh rồng thì cực kỳ dễ lắm đúng không? Như mình nè. Ấy, quan trọng cái khâu bắn cung nha. Bắn phải chuẩn để mà các bạn tiêu diệt rồng cực nhanh mọi người ạ. Chứ nếu mà các bạn bắn pha lê lâu á thì rồng nó lượn, nó bay, nó tấn công các bạn liên tục á. Phải bắn nhanh hơn. Ôi cái vụ này sợ rơi quá. Để mình cầm Ngọc Ender lên đã. Có gì mình bấm qua Ngọc Ender mình quăng lên kịp mọi người ạ. Mình vừa dùng Ngọc Ender các bạn ơi. Hình như là chuột của mình nó bị lỗi sao ấy. Nó hướng qua Ngọc Ender luôn. Rồi bây giờ an toàn nhất là chế tạo cái cửa sập mọi người à. Chứ dùng ngọc nó nguy hiểm lắm. Chế tạo cửa sập nó ok hơn. Như vậy nha. Lối đi phía xa. Rồi vô đây chúng ta sẽ để dành lại một cái cửa sập. Mình bỏ một cái lọ thủy tinh đi để nó đỡ đầy đồ mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cây charlotte này ha, để về nhà trồng. Mình sẽ lấy hoa charlotte trước nha. Là cái này nè mọi người. Rồi sau đó là mình đập luôn cái cây. Hình như là nung cái quả charlotte này lên á thì mình được cái mảnh đúng không? Được cái mảnh đó mình chế tạo khối purple các bạn ơi. Chắc là cái chỗ sáng sáng kia là thuyền rồng đó mọi người. Bây giờ mình cùng các bạn đi tìm End City nha, cũng như là thuyền rồng luôn. Thuyền rồng thì cũng không phải dễ dàng tìm được đâu mọi người. Nó khá là hiếm. Và chủ yếu tới đó để giết tụi Sugar, lấy mảnh của nó ha. Ui, thuốc nhìn trong bóng tối hết tác dụng rồi. Bây giờ phải phóng ngọc qua bên kia mọi người ạ. Mình rút kinh nghiệm từ mấy đợt sinh tồn lần trước rồi mọi người ơi. Không dám quăng ngọc chỗ đó nữa. Lấy lóc đặt qua cho nó an toàn mọi người ạ. Rất là nhiều Enderman luôn. Ui, cái gì mà không có đường đi vậy? Ui, kia kìa mọi người. Mình tính đi qua hướng này mọi người à. Nhưng mà nhìn qua đây thì nó lót được cái phần End City rồi nè. Ui may vậy. Tính ra là gần cái bờ luôn á mọi người. Qua bên kia là về nhà rồi. Mà không biết bên kia có thêm End City không. Hình như không có thuyền rồng mọi người à. Mình không nhìn được rõ lắm. Mình sẽ giết thêm vài con Enderman nữa để lấy ngọc. Có kiếm gây cháy mệt quá. Đánh tụi này nó toàn chạy không à. Ok thế là mình đào hơn một stack đá rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt lóc từ đây qua kia. Nếu mà bây giờ mình mặc cánh là mình tự tin đặt lóc lắm mọi người ơi. Không có cánh thì phải cẩn thận hết sức. Rơi xuống thôi là tất cả mọi thứ, kinh nghiệm, vật phẩm đều biến mất hết mọi người ạ. Tới đây là có thể phóng ngọc được rồi nè mọi người. Nhưng mà cái End City này hình như không có thuyền rồng mọi người ạ. Ok qua được rồi mọi người ơi. Ui cái thế giới này nó bị gì đó mọi người à. Mới vô đã thấy được thuyền rồng luôn rồi. Trời ơi cái giọng của tôi. Nói chung là may mắn mọi người à. Không ngờ là không cần tọa độ. Thì mấy cái thế giới khác á, mình hay dùng tọa độ để tìm tới thuyền rồng. Tại vì thuyền rồng nó hiếm mà đúng không mọi người. Còn lần này mình đi vô, mình đi chưa tới được bao nhiêu lóc nữa, thấy được rồi. Quá may mắn luôn. Ê ê ê. Ôi hết hồn mà, cứ tưởng phóng nhầm rồi chứ. Thuyền rồng, đầu rồng, End City. Wow, mọi thứ ở đây mọi người à. Mọi thứ đều có ở đây rồi. Đi về nhà cũng nhanh nữa, chỉ cần đi qua lại mấy hướng kia thôi đúng không? Rồi giết mấy con bỉ này đã. Hở ra nào. Ơ à, hình như có gai cháy nó hơi phiền mọi người. Ê ê ê. Ờ à, nó dịch chuyển vô đây mọi người. Ủa sao nãy mình không thấy ta. Đợi nó hở đã. Rồi có một mảnh này mọi người.
còn một con thì nó tự bắn nó chết lại mọi người ạ. Vãi nồi thật, gần chết rồi. Nó tự sát mọi người ơi, nó không cho mình lấy mảnh sugar. Thế là mình được hai mảnh sugar mọi người ạ. À da, lại dính chưởng rồi. Mở ra nào. Ý, nó dịch chuyển rồi. Ôi, trên này nhiều quá. Yeah, thêm một mảnh nữa. À đúng rồi, nhiều bạn bảo là phải cầm kiếm rồi sau đó dùng cung bắn sẽ có nhặt mọi người ạ. Ok, hết mũi tên mất tiêu luôn. Thế là mình bắn được rất là nhiều con nha. Ở dưới rất là nhiều mảnh luôn. Ui sao nó càng ngày càng nhiều vậy. Mình hết mũi tên rồi. Nó bắn mình lên phía trên cái rương này luôn. Ui các bạn nhìn nó ngồi kìa. What? Toàn là mấy cái hạt bay bay này không à. Cấp hiệu suất 4. À đúng rồi, cấp hiệu suất 4 này mình ép chung vô đội mềm mại vậy luôn. Wow tuyệt vời ha. Cuốc chim sắt, cái này cũng ngon nè. Hiệu suất 3, đội mềm mại chậm hỏng luôn. Nhưng mà nó là cúp sắt mọi người, chắc là không lấy đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế tạo hộp sugar nha mọi người. Hộp sugar chỉ cần một cái rương. À mà mình lấy cái rương này đi. Tại sao mình lại chế tạo cái rương khác, phí gỗ ha. Đây nha, mình đã có hộp sugar mới. Và bây giờ chỉ cần bỏ đồ vào thôi. Rồi. Cái rương này thì mình có mũ đào nhanh dưới nước với lại chậm hỏng. Lấy luôn, tại vì nó là mũ kim cương. Rồi ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ xuống phía dưới lấy thêm mảnh sugar mọi người ạ. Vẫn còn cơ. Sống dai thành hiền thỏi à. Còn một con nữa thôi mọi người ạ. Cố gắng tiêu diệt cái con quỷ này. Ok xong rồi. Còn rất là nhiều sugar xung quanh mình nha mọi người. Nhiều đây mảnh chắc là làm được thêm vài cái hộp nữa mọi người. Ôi lâu quá. Ui thôi đừng bắn nữa, cho em xuống đi. Đúng rồi, quá trời mảnh luôn. Tổng cộng là mình có thêm 5 mảnh nữa mọi người ạ. Đấy đúng như mình nghĩ luôn, là có thêm một mảnh dưới này. Ôi giết thêm được mảnh nữa này, là 7 mảnh. Khoan nha, cái NCT này nó vẫn còn rương hướng kia kìa mọi người, mình phải qua bên đó. Nãy giờ mình chưa nhặt được cái mẫu rèn nha. Ui, dễ bị dính chưởng kìa. Tưởng dễ ăn hả? Ok, thêm một mảnh nữa. Sao mình ghét cái vụ nhảy nhảy đi ghê. Khó chịu cực kỳ luôn. Sao ngày xưa Minecraft không làm luôn cái cầu thang làm bằng gạch này luôn cho rồi. Ở trên này không có rương, mình nhầm rồi. Chết đi. Ok, 9 mảnh. Quá trời, mảnh sugar luôn mọi người ơi. Đây là chỗ có rương này. Mình sẽ ăn một trái táo vàng vô nha. Tụi này nó đông quá. Nếu mà có cung thì ngon biết mấy ha. Đợi mình xử lý hết cái đám này đã. Ui nó bắn liên tục luôn. Mà sao mình xuống đây. Lần đầu tiên mà mình vô NCT mà thấy nhiều sugar tới vậy luôn á. Bây giờ xuống lại nha. Sợ lắm rồi mọi người à. Mấy con này nó bắn dai cực kỳ luôn. Nó nhiều quá, mình né không kịp. Đấy, nó dịch chuyển dưới này nè. Hình như kiếm gây cháy không xi nhê nó hay sao ấy. Ok, một con. Con nào là nạn nhân tiếp theo đây? Ê, 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 trời ơi. Né lắm rồi mà vẫn dính. Nữa hả? Ủa sao nó dịch chuyển qua đây nhanh vậy? Rồi ok. Hình như là hết sugar rồi. Mở rương nha. Ui, lần đầu tiên mà mình thấy nhiều kim cương nó vậy luôn á mọi người. Coi cái rương này nè, 13 viên kim cương. Dày bảo vệ 4 luôn, quá ngon. Ngọc lục bảo nè, đồi vàng. Như đây thôi, quan trọng là rương Ender ha. Rương Ender này đập ra thì... Ôi chà. Quên lấy cúp mềm mại mọi người à.
Lần đầu tiên mà mình thấy nhiều kim cương tới vậy luôn. Có bạn nào vô đây nhặt được kim cương nhiều bằng mình không? 13 viên kim cương một lúc nha. Đùa hả trời. Ui, khoan, đừng bắn. Ui, vẫn còn một cái rương Ender bên đây nữa mọi người ạ. Mày. Đây nè, mong là cái rương này có mẫu rèn. Nhiều quá, xử lý không kịp luôn. Chết đi. Trời ơi, nó gần chết là nó ập xuống à, khôn quá. Bây giờ mà có mũi tên là mình dí tụi này tới chỗ luôn. Thêm một cái mảnh nữa nè mọi người. Hai con nó dịch chuyển xếp vô nó bị mất máu mọi người ạ. Ngu người. Mở ra nào. Ok, thêm một con nữa. Rồi con cuối cùng. Ê, rồi xong, bị leo lên đây luôn. Mình còn chưa qua thường rồng nữa, bị bắn tê tu. Rồi, dí con trên này luôn đi. Mở nào. Lâu quá. Chết đi. Rồi ok. Tổng cộng là mình đã có 12 vỏ sugar rồi. Trời ơi, rất là mệt mỏi mọi người à. Giáp mình thì không hư hỏng gì nhiều đâu, mình có sửa chữa mà. Chết đi. Ôi, nó gần chết, nó lại dịch chuyển. Con quỷ. Nó đi đâu rồi? Nó qua đây rồi mọi người. Mở ra. Nhanh. Nhanh nào. Rồi. Ui, còn hả? Cái gì vậy? Ok. Không biết là còn su cơ hay không nữa. Mình mệt mỏi lắm rồi mọi người. Ơi, làm ơn tha cho tôi đi, đừng bắn nữa. Nãy giờ bị bay lên không à. Bây giờ qua nhặt cái rương nào. Ôi, vẫn không có mẫu rèn mọi người ạ. Có thêm kim cương này, phôi vàng, lời nguyền ràng buộc, skin vĩnh viễn. Bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi nha. Lấy đồ mệt mỏi, lấy cái rương Ender nào. Đấy, mình đã lấy hết mấy cái rương ở trên NCT rồi. Và không có cái mẫu rèn nào luôn. À, mà tính ra cái thiền rồng này nó cũng không cao lắm mọi người ạ. Ok, có người đón rồi này. Mình sẽ bắt xe đò lên đó nha. Bye bye. Cách nhanh nhất để đi qua. Thấy đầu rồng rồi nha. Ôi, khoan nha mọi người. Cái đầu rồng nó rơi xuống kia là toang ấy. Mình phải nhặt kỹ. Các bạn thấy ở dưới là cái gì không? Đợi mình một tí nha. Mình phải lấy cái đầu rồng này an toàn. Mình đã có đầu rồng. Đừng nó rơi xuống chứ. Đây nha, đầu rồng này có thể kêu được á mọi người. Mình chỉ cần dùng redstone ấn vô là nó kêu. Wow. Chỉ có ở phiên bản 1.20 có thôi nha. Chúng ta có thuốc hồi máu tức thì nè mọi người. Đỏ lè luôn. Quan trọng là cái rương này nè mọi người có mẫu rèn hay không. Ôi, sao bắn liên tục vậy. Mình nhớ Joker nó bắn một cục thôi mà. Con này chắc là thủ lĩnh. Mẫu rèn. Thế là công cốc rồi các bạn à. Không có mẫu rèn. Mình nặng lắm rồi mà nó không có mẫu rèn. Không lẽ mình phải đi về trong tay không có mẫu rèn hả ta. Ui giời, cái cúp kìa. Cái cúp này bá cháy bộ chét luôn. Các bạn nhìn cái dòng của nó nè. Ui sao nó bắn siêu quay được vậy. Không hiểu luôn. Là mượn tha cho tôi đi. Tới tận này không có mảnh rèn là tôi thấy không mê rồi. Nó còn không tha cho mình nữa mọi người ạ. Không có mảnh rèn. Quá buồn. Không sao, mình có cánh cứng rồi mọi người. Ôi, cái cánh cứng này hợp với lại bộ giáp của mình ghê á. Cũng kiểu màu tím này. Bây giờ mình có cánh rồi mọi người. Mình quyết tâm mình đi tìm thêm đèn city. Mà quan trọng là mình sẽ làm cái thành tích ăn quả cho rớt trước đã. Cái này chỉ cần cho tụi sugar bắn lên cao rồi ăn thôi mọi người. Đơn giản mà đúng không. Ui, vẫn chưa được à. Lần này mà nó không đủ nữa thì mình không biết nói sao luôn á mọi người. Cao lắm rồi. Cao hơn cái chỗ phía dưới kia ha. Ở đây nha mọi người. Giữa luôn nè. Đổi. Quá đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng pháo bông để đi tìm NCT khác nha. Mình sẽ đi qua cái đảo hồi nãy mà mình tính qua này. Ui, cái hướng này có hai cái cổng đi về luôn nè. Nhưng mà mình đang cần tìm NCT, mình chưa muốn về. Sorry, nãy giờ mình quên bấm quay mọi người. Mình tìm được cái NCT mới là có cái thiền rồng này. Ở trong này không có mẫu rèn cái kiểu mọi người ơi. Nhặt được cánh mới này. Rồi thêm vài số dụng cụ linh tinh thôi. Nói chung là chưa thấy mẫu rèn mọi người ạ. Nãy giờ mình nhặt được mẫu rèn mà chưa quay chắc các bạn chửi mình chết. Cái ông này quên quay hoài à, chắc cũng xạo nữa đấy. Thật sự là mình quên mọi người ạ.
Dạo này cứ bị quên bấm quay á, cứ tắt cái khúc đó là qua cái khúc khác là mình quên nè. Mình lấy được 4 cái rương rồi, mà toàn là kim cương với lại mấy cái áo giáp linh tinh thôi, mình không có nhặt nữa. Ở trên cao này thì toàn là ui súc cơ không à. Nhưng mà có rương mọi người ạ, à, chắc chắn rồi đúng không? Ăn táo vàng vô cho chắc, nó bắn đau quá. Ok, có hai cái rương ở đây, mong là có mẫu rèn. Ui ui, bảo vệ sát thương kia rơi nè mọi người. Mình sẽ đi qua hướng này. Ok, thấy rương rồi. Đừng bắn em nữa mấy anh ơi, cho em nhặt rương đi. Ủa cái rương này nhặt rồi. Mình vẫn tin tưởng bên đây có thêm rương. Ờ đúng như mình nghĩ mọi người, bên đây có thêm rương. Ồ toàn là vàng với lại vàng. No, mẫu rèn này hiếm quá. Ờ đúng như mình nghĩ các bạn ơi, có thêm rương ở đây. Ui lại không có, chạy 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 chạy. Rồi thế là hết rồi. Đi qua cái NCT khác nào mọi người. Quá xù mọi người ạ. Tìm được hai cái NCT có thuyền rất là rộng luôn, mà không tìm được cái mẫu rèn mới. Thì đây là một trong những cái mẫu rèn hiếm mọi người ơi, cho nên là việc tìm thấy nó cũng khó khăn mà. Nên là mình phải cố gắng mọi người ạ. May là mình có đem một đống pháo bông trong này, nên là di chuyển qua chỗ khác rất là tiện luôn. Bay lên nào là bay lên nào, bay lên nào là bay lên nào. Mình đi xa lắm rồi mà chưa thấy cái NCT nào mới luôn. À trời ơi, lại thiên rồng. Cái gì vậy mọi người? Sao mình thấy toàn là thiên rồng không à? Tính ra cái NCT này có một chút xíu ấy, mà nó có thuyền rồng luôn. Wow đỉnh thiệt. Có thuyền rồng thì lại có đồ. Mong là hai cái rương này có mảnh mọi người. Hở ra nhanh. Hở ra nhanh. Ngại ngùng cái gì. Ủa? Vẫn chưa có mẫu rèn. Ui các bạn nhìn nè, một đống vàng một đống kim cương luôn mà không có mẫu rèn. Thêm một cái cánh nữa, tổng cộng mình có ba cái cánh luôn. Lần đầu tiên mình tìm thấy ba cái thuyền rồng trong một chuyến hành trình ở The End. What, không hiểu luôn. Ok, bên này có cái NCT có một xíu à, không có đường nữa. Rồi mình lại đi tìm NCT khác mọi người. Ui cái bên luôn, ui may vậy. Đừng bảo mình là thuyền rồng nữa nha. Rồi cái end này có chút xíu à mọi người à. Hình như vẫn có đường mọi người ơi. Đỡ hơn cái NCT kia hả? Có đường là được. Ui hai cái đường to luôn mới ghê chứ. Lại kim cương với vàng. Không có mẫu rèn. Lấy thêm giáp ngựa đi. Ô lại xui rồi mọi người. Thôi tiếp tục bay ha. Mình vẫn còn nhiều pháo bông mà. Khi nào mà mình cạn kiệt pháo bông thì mình bỏ cuộc mọi người ạ. Mới bay có một đoạn nó gặp thêm cái NCT mới rồi. NCT này không có thuyền rồng, nhưng mà nó to là được đúng không mọi người. Nói chung là NCT nó không có hiếm mọi người à. Các bạn chỉ cần bay vòng vòng là các bạn thấy nhiều rồi. Không cần phải dùng tọa độ luôn đúng không. Nãy giờ mình đi tìm đâu có dùng tọa độ đâu mọi người. Cứ bay đại là thấy liền à. Đây rồi hai cái rương quan trọng. Vẫn không có mẫu rèn. Kim cương thì cả đống luôn. Không có mẫu rèn. Mình sẽ bay qua hướng này. Bay lên phía trên này luôn. Thêm hai cái rương bự nữa này. Đó, rương này nó mới có mẫu rèn nè mọi người. Oh no, hai cái rương này đúng dởm luôn. Mình sẽ rơi xuống dưới chỗ này nha. Chỗ này chắc là có thêm rương ấy. Ờ đúng như mình nghĩ, chỗ này có thêm rương này. Chờ mới phía trên này luôn. Ui không có rồi. Vậy là mình sẽ đi qua hướng khác. Còn nhiều hướng mà. Mình sẽ chờ ở phía trên chỗ này nè. Đấy, chính xác chỗ này luôn ha. Ui cả đống kim cương nữa. Chắc là mình nhặt hơn một stack kim cương ấy mọi người. Để mình kiểm tra đã. Rương này được 38 viên. Rương này được 17 viên. Trời ơi, mình thu hoạch được rất là nhiều kim cương rồi mà vẫn không thấy cái mẫu rèn nào luôn. Mình sẽ bay lên phía trên. Khoan, hình như bên đây mình chưa lấy thì à lấy rồi. Phía này mình lấy rồi đúng không mọi người? Ờ có cái lỗ phía dưới nè. Vậy vậy là cái NCT này hết rồi à. Khoan, vẫn còn đúng không? Chắc là ở chính giữa chỗ này mọi người. Ôi mình lấy luôn rồi. Còn phía nào có rương nữa vậy mọi người? Hình như là hết rồi thì phải á. Hết rồi mọi người à. Ok chắc là mình qua bên cái NCT mới mọi người. Mình sẽ bay thẳng hướng này. Ui vãi. Vừa bay luôn á mọi người.
Cái này là do kiểu hên xui thấy thôi, thật luôn ấy. Ui, bên kia. À, cái đường về mọi người ạ. Cứ tưởng là NCT mới. Có cái đường về cái bên luôn. Cái đường nó nằm đâu bên đây nè. Ủa, ở đây không có đường mọi người ạ. Ở phía trên này mới có đường nè. Ai da, bay nhanh quá. Đây rồi, hai cái đường mới. Đây thôi, mẫu rèn của mình. Thế là mình đã có mẫu rèn NCT rồi mọi người ơi. Vẫn còn rương nha, không thể về được mọi người ạ. Nhặt hết rương rồi về một lần luôn ha. Có đường về luôn mà. Nụ cười mãn nguyện. Quá xịn sò mọi người ạ. Tìm được mấy cái NCT liên tiếp luôn. Mà lần này tìm được ba cái cánh luôn á mọi người. Các bạn thấy mình hên không? Chờm cái đường này nữa. Ok, đường này không có mẫu rèn mọi người ạ. Toàn là cấp hiệu suất 5 không. Lấy cấp hiệu suất 5 đi ha. Mình có nhiều cấp hiệu suất á, mình bỏ cái cấp hiệu suất 4 này đi. Vì cái cánh của mình nè sắp vỡ rồi. Nhưng mà không sao, mình còn ba cái cánh lận. Ủa, cái rương này mình mở cho mọi người, hình như là mở rồi đúng không? Ủa chưa mở mọi người ạ, à. Rương này rương mới. Khoan nha, ở đây vẫn còn rương nữa mọi người ạ, à. Cái NCT này nhiều rương lắm. Mình sẽ hạ cánh xuống và đập ở chỗ này ra. Ủa chỗ này chứ. Ủa không phải, chỗ này chứ. Ủa không phải luôn. Ủa chỗ này không rương à. À bên đây chứ. Ủa, vậy là chỗ này không có rương à. Chỗ này không có rương mọi người ơi, lộn rồi. Mình nhớ chỗ này có rương Ender với lại là rương thường mà, hình như là nhầm rồi mọi người. Thế là xong rồi mọi người ơi, có mẫu rèn là được. Mẫu rèn này là chúng ta cần khối purple để nhăn lên. Khối purple thì có cả đống. Dạ, yeah, mẫu rèn The End mình đã có nha mọi người. Quá tuyệt vời, rất là suôn sẻ luôn. Cứ tưởng là chúng ta sẽ đi tìm thêm vài cái NCT nữa chứ. Đánh rồng cực kỳ suôn sẻ nha mọi người. Đánh rồng thành công nè, nhặt được mẫu rèn nè. Rồi còn thấy được rất là nhiều thuyền rồng nữa. Wow, một chuyến đi The NCT cực kỳ suôn sẻ luôn mọi người ạ. Chúng ta sẽ lấy hộp sugar ra, sau đó lấy cái cửa sập. Thế là mình... Ui, đứng tim mẹ ơi. Nó lắc game mà cứ tưởng mình bị rơi xuống đồ voi. Bây giờ chúng ta nhảy vô thôi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video sinh tồn 1.20 tập hôm nay. Và đây cũng là tập cuối cùng, đùa thôi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Đừng quên để lại cho mình một like. Và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau. Chúng ta sẽ đi về nhà cũng như là làm nhiều thứ ha. Bye bye mọi người.